Yeah. Dốc đẹp ghê không? Tư nhìn nó dốc đẹp ghê không? Biển trước mặt kìa. Dạ. Yeah. Biển một bên và em một bên. Xe. Biển một bên thì em trên xe. Biển một bên em ngồi xe. Nhà chúng ta chuẩn bị đến cái con đường ven biển có thể nói là đẹp nhất nhì của Việt Nam của mình. Nhà một bên sẽ là cảnh biển rất là đơn thơ và thơ mộng. Và một bên sẽ là những đồi cát. Đấy. Ở đây thì dạ cái nào cô những người này người ta cầm cái cào người ta bắt những con sò dạ anh những con sò dưới biển đó những con ngao á dạ nó có dạ nó có cái cào đó cào lưới dạ cào bắt mấy con ốc ven biển thôi dạ vào buổi tối khi chiều cường lên đó. Khi chiều cường lên trên này xong chiều cường rút xuống thì nó có rất là nhiều tôm cua cá nó đậu lại trên bờ nên người ta tầm tầm giữa khuya rạng sáng sớm thì nếu mà chúng ta có dịp ra hôm nay chúng ta đi ngang với